Trong nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 22, nhiệm kỳ 2020 đến 2025, Quảng Nam xác định hạ tầng giao thông là một trong ba nhiệm vụ đột phá chiến lược để đưa tỉnh trở thành địa phương phát triển khá của cả nước vào năm 2030. Vừa qua, với sự hỗ trợ nguồn vốn vay ODA từ Quỹ Hợp tác Phát triển Kinh tế của Hàn Quốc EDCF, tỉnh Quảng Nam đã cho khởi công xây dựng dự án liên kết vùng miền Trung tỉnh Quảng Nam đi qua 5 địa phương, bao gồm Thăng Bình, Tam Kỳ, Phú Ninh, Tiên Phước và Bắc Trà My với tổng chiều dài đầu tư xây dựng toàn tuyến là 31,85 km. Thị trấn Trà My là điểm cuối của dự án có chiều dài gần 6 km với 226 hộ dân thuộc diện thu hồi đất. Nhờ sự vào cuộc tuyên truyền, vận động của cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể của thị trấn, người dân đã đồng thuận hiến đất để bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công. Thị trấn cũng đã thấy ngay một vụ rất quan trọng để làm như sau đó mà bàn vô mặt bằng sớm nhất cho cái đơn vị chủ đầu tư để triển khai thực hiện cái dự án này nhằm mở rộng một cái đoạn tuyến đường đoạn qua thị trấn Trà My, đặc biệt đây là đoạn trong đô thị. Để thấy được cái tầm quan trọng đó thì thị trấn Trà My cũng đã vô cục thành lập ngay cái tổ công tác do chủ tịch ủy ban nhân dân thị trấn làm trưởng ban và mời các cái ban ngành hội đoàn thể, đặc biệt là cái mặt trận hội đoàn thể của thị trấn. Nhiệm vụ của tổ công tác này thì xuyên suốt là công tác tuyên truyền vận động và hỗ trợ với cái đơn vị thực hiện cái hạng mục và kiểm kê giải phóng mặt bằng của huyện giao ban quản lý dự án đầu tư thực hiện. Cứ vào mùa mưa bão, huyện vùng cao Bắc Trà My tỉnh Quảng Nam thường xuyên bị cô lập bởi nước lũ, sạt lở gây chia cắt. Hơn nữa, quốc lộ 40B là tuyến giao thông huyết mạch kết nối các địa phương Tam Kỳ, Phú Ninh, Tiên Phước, Bắc Trà My, Nam Trà My với tỉnh Kon Tum. Dẫu là trục đường chính, nhưng từ lâu đã xuống cấp trầm trọng. Đường chật hẹp, nền đường chi chít ổ voi, ổ gà và từng xảy ra nhiều vụ tai nạn giao thông. Không đợi gì mà thời tiết khó khăn. Tại vì từ hồi trước đến giờ, từ khi mà mình mới sinh ra và lớn lên ở đây á, thì cái tuyến đường DT616 khi mà chưa lên quốc lộ 40B là tuyến đường rất nhỏ hẹp, mà lưu lượng giao thông là khi mà phát triển vùng kinh tế là về cây cối trồng keo đủ là xe cộ nhiều đông đúc, nhưng mà tuyến đường rất nhỏ hẹp là cũng gây mất thuận lợi cho cái việc đời sống phát triển kinh tế của bà con. Dân chúng tôi cũng mong muốn có một con đường lớn rộng để mà giao thương từ đồng bằng lên miền núi để kinh tế phát triển. Tháng 7 vừa qua, dự án liên kết vùng miền Trung tỉnh Quảng Nam chính thức được khởi công trong niềm hân hoan của người dân. Nhưng trước đó, ngay khi nhận được thông tin mở đường lớn, chờ đợi chính quyền đi vận động, nhiều hộ dân ở thị trấn Trà My đã bắt đầu dọn dẹp, chặt bỏ cây cối, phá bỏ các công trình trên phần đất thuộc diện thu hồi giải phóng mặt bằng, bàn giao đất để đơn vị thi công mở đường. Đoạn quốc lộ 40B này đi qua trước nhà ông Trần Thanh Vân. Đường nhỏ hẹp, nhiều khúc cua, cộng thêm phương tiện lưu thông ngày một tăng nên đã có không ít vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra. Khi nghe chủ trương mở đường, gia đình lập tức chặt bỏ các cây trái ăn quả, phá rỡ tường rào để mong muốn có đường càng sớm càng tốt. Bởi với gia đình ông, dù quyền sử dụng của mình nhưng vẫn sống trên đất của nhà nước có áp giá như thế nào thì gia đình vẫn đồng thuận. Vâng, tôi sống ở đây từ năm 92. Đường xóa hồi nữa thì cũng còn tệ hơn đây nhiều. Mà trời tệ mà nghe nói làm được cái đường là phấn khởi lắm, gia đình phấn khởi lắm. Nhớ không? Trong là mình nghĩ gì tương lai sau này cho nó đẹp. Đẹp đường, đẹp xóa công kế mình. Sau này cũng vô thông cũng tiện lợi hơn. Quan đoạn đỡ bất cái chuyện xã hội xảy ra. Không hay, ví dụ như tên nọn rồi đấy khó. Đường quan tất nhiên mình đi cũng rảnh rỡ hơn. Còn với gia đình anh Hồ Phương Nam cũng nằm trong diện giải tỏa hơn 300 mét vuông đất. Nghe chủ trương của trên đưa xuống, anh lập tức đồng ý và tham gia cùng các đoàn thể, ban ngành của địa phương đi đến từng hộ gia đình để vận động bàn giao mặt bằng sớm.
Bởi một khi đã giải quyết được nhu cầu về đi lại, vận chuyển hàng hóa, thì giá trị sản phẩm nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp của người dân địa phương theo đó cũng được nâng cao nhờ thông thương thuận tiện. Hạ tầng giao thông tốt sẽ tạo đà cho việc phát triển công nghiệp, dịch vụ, du lịch, phát triển quỹ đất hay thu hút đầu tư. Có chủ trương của nhà nước mở tuyến đường ở trước nhà mình thì nói chung mình với là toàn thể bà con nhân dân ở đây cũng ủng hộ tuyệt đối 100%. Thực hiện đúng chủ trương của nhà nước thì cũng bàn giao mặt bằng, giải tỏa bằng giao mặt bằng cho đơn vị thi công là để hoàn thành tiến độ. Theo cũng mong muốn của bà con nhân dân là cũng có tuyến đường mới mở mang rộng để mà cho toàn dân phát triển cái kinh tế địa phương càng ngày càng tốt hơn. Dân là làm nên tất cả, dễ trăm lần không dân cũng chịu, khó vạn lần dân liệu cũng xong. Từ kinh nghiệm đó, qua các cuộc sinh hoạt trong chi bộ, khu dân cư, từng cán bộ đảng viên nắm rõ tư tưởng, phân công nhiệm vụ cùng vào cuộc. Đặc biệt, đảng viên có nhà đất bị ảnh hưởng thì gương mẫu thực hiện trước, sau đó chỗ nào khó, cùng ngồi lại lắng nghe những tâm tư, đề xuất của người dân để có hướng tháo gỡ. Chúng tôi vận động nhân dân và nắm tâm tư, nguyện vọng của từng hộ dân, kể cả từng người, để chúng tôi vận động làm thế nào họ hiểu được. Đây là cái quốc ít nước lợi nhờ. Để rồi nhân dân cùng hưởng lợi, trên cơ sở là nhân dân đồng thuận rất là cao. Hiện nay đối với các anh là trên địa bàn của chúng tôi là giải phóng mặt bằng đến là cơ bản là 100% giải phóng mặt bằng sạch và do bên thi công. Trong quá trình tổ chức thực hiện, thường xuyên có bộ phận chuyên môn phối hợp với các cấp nghe báo cáo trong công tác kiểm kê, giải phóng mặt bằng. Vướng đến đâu thì giải quyết đến đó. Những hộ không đồng thuận, các ngành sẽ đến từng gia đình lắng nghe để giải quyết. Nội dung mà cái công tác công khai minh bạch rõ ràng cụ thể đến từng người dân, niêm yết công khai quá trình kiểm kê ốc gia đình bầu cho người dân thấy được, hiểu được là đã làm hết trách nhiệm, đã làm hết vai trò đối với của chính quyền đối với nhân dân. Đấy. Bảo vệ là bảo vệ cái quyền lợi hợp pháp cho nhân dân. Nên như là bây giờ là phải kiểm kê đúng, ốc gia đủ, đủ về số lượng đơn gia. Là dân dân cái tuyên truyền quân đến tuyên truyền như vậy. Đường liên kết vùng từ Thăng Bình mà đến Bắc Trà My thì đây cũng là một trong những cái mong đợi của người dân. Làm thế nào để có một tuyến đường đảm bảo thông tuyến từ đây xuống Tam Kỳ. Chính vì vậy mà sau khi có cái chủ trương của Trung ương, của tỉnh thì huyện vào cuộc. Trong đó không những của các đơn vị thực hiện mà chúng ta phải có thành lập các ban chỉ đạo, có các đồng chí bên thường trực huyện ủy, mặt trận và kể các ban ngành để cùng vào cuộc tuyên truyền vận động người dân. Và chính vì những cái vấn đề như vậy cùng với cái sự vào cuộc của các đơn vị thì có thể nói đến bây giờ thì một số đồng người dân tại địa phương rất là ủng hộ. Với Quảng Nam, hiện các trục giao thông quan trọng theo hướng Bắc Nam cơ bản được đầu tư khớp nối với các quy hoạch hạ tầng quốc gia. Vướng mắc trong giải phóng mặt bằng là một bài toán khó đặt ra trong xây dựng những dự án lớn. Để nhận được sự đồng thuận cao của nhân dân thì cấp ủy, chính quyền phải trực tiếp xuống cơ sở để lắng nghe tâm tư nguyện vọng của nhân dân, từ đó tuyên truyền, vận động và có những cách làm sáng tạo, phù hợp, thấu tình đạt lý. Câu chuyện ở thị trấn Trà My, huyện Bắc Trà My đã minh chứng cho điều đó.